Chương 1: Hiểu biết về âm dương ngũ hành trong tình dục. Hoàng đế nói với tố nữ rằng: "Ta cảm thấy mình khí suy nhược, khi giao hợp thì không đồng nhịp với người nữ. Bình thường thì lòng chẳng cảm thấy vui, lại luôn luôn lo sợ hồi hộp như sắp có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cho mình. Tại sao vậy?" Tố nữ đáp: "Tất cả hiện tượng nói trên đều do âm dương không điều hòa mà sinh ra. Âm dương không điều hòa thì sinh hoạt phòng sự không đúng cách. Nếu tinh lực của nữ nhân cường thắng hơn nam nhân thì chẳng khác nào như nước tạt vào ngọn đuốc, đuốc sẽ tắt. Nam nhân không kham nổi nên không còn hứng thú." Nói cách dễ hiểu, sinh hoạt phòng sự như nấu nương thức ăn phải phối hợp điều hòa giữa lửa và nước mới có món ăn ngon. Nếu thấu triệt nguyên tắc trên và thực hiện được thì sẽ hưởng thụ sự lạc thú của nhân gian, bằng không thì thân thể trở nên suy nhược, có thể đến tán mạng nữa. Lúc đó đâu còn gì vui thú nữa. Bởi vậy nhân gian phải thận trọng trong việc phòng the, tránh đi ra ngoài nguyên tắc không đồng điệu nói trên.